Xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ nguyên băng tần 18.14 và sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần tin Hoa Kỳ cùng với Ngọc Quỳnh. Kính thưa quý vị, California hiện có thêm một người nhiễm virus corona và là người thứ 13 tại Mỹ. Cơ quan phòng chống bệnh tật CDC cho biết hôm thứ Hai 10 tháng 2, tại thành phố San Diego, miền Nam California, vừa có người bị nhiễm virus corona và là người thứ 13 tại Hoa Kỳ. Đây được coi là trường hợp đầu tiên ở San Diego County và người này là công dân Mỹ, được di tản khỏi Vũ Hán, Trung Quốc. Ban đầu, người này cùng hàng trăm người khác được đưa về căn cứ không quân thủy quân lục chiến Miramar gần San Diego và được cách ly trong 14 ngày theo tiêu chuẩn CDC. CDC không cho biết danh tính và tuổi tác của bệnh nhân, mà chỉ nói là một người tương đối lớn tuổi và người này sau đó được đưa vào UC San Diego Medical Center để theo dõi. Bệnh viện cho biết người này hiện đang tình trạng khỏe mạnh. Có khoảng 800 công dân Mỹ được di tản khỏi Vũ Hán và đã được đưa về các căn cứ không quân ở Mỹ, nơi CDC tiến hành kiểm dịch lần đầu tiên trong 50 năm. Hoa Kỳ bắt buộc tất cả những ai từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày phải kiểm dịch, trong khi số người chết vì virus corona nay đã lên đến hơn 1.000 người. Bộ Tư pháp kiện các thành phố bảo vệ di dân lậu. Bộ Tư pháp vào thứ Hai đã gia tăng nỗ lực chống lại các tiểu bang và các thành phố áp dụng chính sách dung thân, tức các chính sách bảo vệ di dân lậu, tránh khỏi việc bị trục xuất, bằng cách khởi kiện tiểu bang New Jersey và King County của Washington. Tổng thống Donald Trump đã coi việc thắt chặt chính sách di trú là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông và cả trong chiến dịch vận động tái tranh cử năm 2020. Ông đã liên tục chỉ trích các thành phố dung thân vì không hợp tác với các cơ quan di trú liên bang và đơn kiện New Jersey yêu cầu tòa án chặn một sắc lệnh tiểu bang vốn giới hạn sự hợp tác của cảnh sát địa phương với cơ quan di trú. Đơn kiện King County nhắm vào một sắc lệnh hạn chế việc sử dụng phi trường quận hạt cho việc trục xuất di dân lậu. Bộ trưởng Tư pháp New Jersey, ông Kirby Grable, đã chỉ trích đơn kiện, gọi đây là một chiêu trò gây thu hút trong năm bầu cử. Và trong khi đó thì chứng khoán Hoa Kỳ lập kỷ lục. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq hôm thứ Hai đã tăng mạnh khi người Trung Quốc đi làm lại và các nhà máy dần mở cửa sau đợt nghỉ Tết kéo dài. Vào cuối phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0.6% lên 29.276 điểm. S&P 500 tăng 0.73% lên kỷ lục là 3.352 điểm. Mạnh nhất là Nasdaq Composite với 1.13% lên 9.628 điểm. Trong 11 nhóm ngành lớn thuộc S&P 500, chỉ ngành năng lượng là đi xuống. Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất với Amazon, Microsoft và Alphabet. Mùa báo cáo kết quả tài chính tại Hoa Kỳ cũng sắp kết thúc. Đến nay thì 324 công ty đã công bố báo cáo, với 70% số đó có kết quả vượt dự kiến. Lo ngại về coronavirus đã khiến nhà đầu tư giảm giao dịch trong thời gian gần đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO còn khuyến cáo việc lây nhiễm ngoài Trung Quốc có thể châm ngòi cho ngọn lửa lớn hơn. Dù vậy thì các báo cáo tài chính lạc quan, số liệu kinh tế Hoa Kỳ tốt và các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc vẫn khiến chứng khoán Hoa Kỳ tăng hấp dẫn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố 4 quân nhân Trung Quốc vì tấn công điện toán hãng Equifax. Vào thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo truy tố 4 tay hacker là thành viên quân đội Trung Quốc, là những người đã tấn công điện toán hãng kiểm soát tín dụng Equifax vào năm 2017, lấy trộm thông tin cá nhân của gần 150 triệu người Mỹ. Cáo trạng cho biết 4 quân nhân này đã lợi dụng một lỗ hổng trên Internet của Equifax để xâm nhập mạng nội bộ của hãng trong nhiều tuần, sau đó đánh cắp thông tin người dùng và sao chép các thông tin này xuống các máy điện toán bên ngoài nước Mỹ. Các thông tin bị đánh cắp bao gồm tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, cùng một số trường hợp mất cả số bằng lái xe và số thẻ tín dụng. Lên tiếng trước các phóng viên, Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói rằng cuộc tấn công điện toán được thực hiện bởi một đơn vị trong quân đội Trung Quốc lấy cắp thông tin cá nhân của gần phân nửa dân số Hoa Kỳ cùng nhiều tài sản trí tuệ của hãng Equifax. 4 bị cáo gồm Hugh Yuan, Hoàng Khoan, Suki và Liu Lei là thành viên của Viện Nghiên cứu số 54 của quân đội Trung Quốc. Hơn 100 quân nhân Hoa Kỳ bị chấn thương não trong vụ pháo kích của Iran.
Hơn 100 quân nhân Hoa Kỳ nay được chẩn đoán là chấn thương não nhẹ sau cuộc pháo kích vào hôm 8 tháng Giêng của Iran vào căn cứ không quân Al-Assad ở Iraq. CNN nói rằng đây là sự gia tăng thêm ít nhất là 36 trường hợp kể từ cuối tháng Giêng, khi Ngũ Giác Đài nói có 64 quân nhân được xác nhận là bị thương tích. Ngũ Giác Đài và Tổng thống Trump lúc đầu nói không có quân nhân nào bị thương tích hay bị thiệt mạng trong cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn của Iran, vốn để trả thù việc Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 2 đã dùng phi cơ không người lái hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran. Trong cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài vào hồi cuối tháng qua, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Mark Milley nói rằng việc tham gia gia tăng số trường hợp báo cáo bị chấn thương não là vì đa số các trường hợp này chỉ là thương tích nhẹ và phải mất thời gian mới thấy xuất hiện. Tổng thống Trump không muốn có họp thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un trước bầu cử. Theo tin của CNN, hôm thứ Hai vừa qua, trích dẫn các nguồn thông tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn ngoại giao cao cấp của ông rằng không muốn có thêm một cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un trước ngày bầu cử tổng thống vào tháng 11 này. Cuộc gặp sau cùng của Tổng thống Donald Trump với nhà độc tài Bắc Hàn diễn ra gần đúng một năm trước và cả hai nhà lãnh đạo đều không đạt được kết quả gì. Và kể từ đó đến nay, các nỗ lực ngoại giao nhằm đòi Bắc Hàn giải tới nguyên tử đều không thành công. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nay chú trọng vào cuộc tái tranh cử và không còn muốn phải bận tâm về vấn đề Bắc Hàn. Một giới chức thông thạo thương thuyết với Bắc Hàn nói rằng hiện nay không còn có thương thảo gì giữa hai nước và chính phủ Hoa Kỳ cũng hoàn toàn ngưng cấp phép đặc biệt cho những ai muốn đến Bắc Hàn. Một lần nữa kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của CBN. Việt Hoàng và Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại nhanh chóng sau một vài thông tin bảo trợ thương mại. Cảm ơn quý vị.